Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Xuân. Bây giờ thì đang là 10 giờ tối, tức là 22 giờ của ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tôi xin chia sẻ với các bác lại một lần nữa. Mấy ngày vừa rồi là một ngày lịch sử. Một ngày lịch sử. Và sẽ ghi dấu mãi trong dân tộc của chúng ta, trong đất nước của chúng ta, để thấy rằng là sự việc này nó nghiêm trọng đến mức độ nào. Hôm nay tôi làm khá nhiều video clip rồi liên quan đến vụ việc ông Phan Quốc Việt và Việt Á, công ty Việt Á, và sự việc kit test vừa rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải làm thêm một cái clip nữa. Ở đây á, clip này tôi chỉ xin trích xuất với các bác rằng là trích dẫn với các bác rằng là lời của hai nhà báo. Một là nhà báo Hoàng Linh, một là nhà báo Hoàng Linh. Và nhà báo nói thế này: Phan Quốc Việt, Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương, giám đốc CDC Cộng Cộng và tất cả những người đã tạo ra hành lang pháp lý cho Việt Á ở hai bộ thì vẫn cứ như là đang diễn viên. Ai đã đóng vai người đó? Phải có một tổng đạo diễn, đồng thời là chụp cuối. Đó là ai? Nếu ông chùm đã chơi món nhỏ là kit test thì còn những món to hơn thì chẳng lẽ lại là tha? Và anh ấy vẫn thêm một cái dòng cuối mà cũng là lời của tôi luôn: status chỉ mang tính chất suy đoán cá nhân và chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Thì xin chia sẻ các bác đôi điều như vậy. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi cuối cùng rằng á, chùm cuối là ai? Chỉ một món lợi như thế này trong vòng một năm đã thu về 4.000 tỷ đồng, thì cứ trừ đi ăn được 50% là cũng tầm 2.000 tỷ rồi. Vậy thì chùm cuối là ai? Thì xin chia sẻ với các bác thế này: có rất nhiều những câu chuyện nha các bác đó. Bởi vì là tôi muốn trích dẫn với các bác một lời một người nữa, đó là nhà báo Nguyễn Hồng Lam. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này: tại nhiên lại không thấy nhà báo Nguyễn Hồng Lam đâu nhỉ? Đây. Tôi xin chia sẻ với các bác bài của nhà báo Nguyễn Hồng Lam. Bởi vì tôi dùng cái điện thoại Bphone ấy, các bác nhìn thấy không? Sản phẩm của người Việt nhá. Đó. Cho nên là vẫn chưa thạo nhiều lắm, các bác thông cảm giúp tôi. Thì tôi muốn chia sẻ với các bác là nhà báo Nguyễn Hồng Lam một cái bài viết rất là hay cũng như thế này. Đây. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam có viết thế này: bộ kit Việt Á, ai đã dựng kịch lừa đảo hàng chục triệu dân của cả nước? Ai đã dựng màn kịch này? Và đoạn cuối tôi sẽ chia sẻ với các bác rằng là khi mà vụ CDC Hà Nội á, mà thời của ông Đức Trung ấy, vẫn còn á, thì đã có 30 CDC cả nước đã viết cái đơn để mà xin giảm án cho bên CDC Hà Nội. Cái đoạn đấy cũng hay nha. Nhưng đấy đoạn cuối. Còn bây giờ tôi muốn trích xuất cho các bác, trích dẫn cho các bác lời của nhà báo Nguyễn Hồng Lam. Đó là bộ kit Việt Á, ai đã dựng kịch bản lừa đảo hàng chục triệu dân của cả nước? Dù rất lớn, con số hàng ngàn tỷ đồng thu lợi bất chính do nâng giá test kit của công ty Việt Á cũng chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bao trùm lên toàn bộ câu chuyện là gần 2 năm qua, cả nước hàng chục triệu con người thì đã bị lừa dối trắng trợn. Từ tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo không chấp nhận, tức là not accepted, đối với bộ sản phẩm LifePower, gọi rằng là RT-PCR kit do công ty Việt Á sản xuất. Đó. Và ở đây nhà báo Hồng Lam trích xuất cả các dẫn chứng luôn, chứng cứ luôn. Và hồ sơ sản phẩm của Việt Á thì đã bị loại vì không cung cấp được chứng nhận quản lý chất lượng ISO cho sản phẩm y tế. Nghĩa là
sản phẩm còn chưa được test bởi WHO thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Các bác thấy không? Chưa sản xuất được đầy đủ thì cho nên là người ta loại luôn, không cần biết. Và loại ngay từ vòng gửi xe, giống như kiểu là các bác chỉ cần nộp hồ sơ, người ta loại vào hồ sơ rồi, không cần phải đi phỏng vấn nữa. Thế nhưng cầm đèn chạy chiếc ô tô từ trước đó 6 tháng, ngày 26 tháng 4 năm 2020, thì website của Bộ Khoa Công nghệ đã hồ hởi mà thông báo rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đánh giá bộ kit Life Power của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là sản xuất theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp EOL và cấp mã số là EOL 05242100. Trước đó, ngày 21 tháng 4, thì Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh thì cũng đã chấp nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sản phẩm xét nghiệm này. Bộ kit xét nghiệm COVID-19 có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên ở khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh. Thì trích dẫn của bài báo là như vậy. Bán khắp nơi cả châu Âu, cả Vương quốc Anh. Trích dẫn như vậy. Và nội dung thông báo này thì kèm theo thông tin về năng lực sản xuất cung ứng sản phẩm của Việt Á cho thị trường trong nước và thế giới. Ngay lập tức thì hầu hết các báo chí, cơ quan truyền thông trong nước đã loan báo rầm rộ. Ngành y, CDC và hàng chục triệu người dân hồ hởi vì trong nước đã tự sản xuất được kit xét nghiệm để phát hiện sớm và đối phó hữu hiệu hơn với COVID-19. Nghiên cứu và sản xuất trong nước, bộ kit của Việt Á có giá thành rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Trong nguy thì có cơ, đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của Việt Nam trong việc xuất khẩu thiết bị y tế ra thế giới. Không biết căn cứ vào đâu, song website của Bộ Khoa Công nghệ đã thông báo rõ ràng, sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp phép, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á thì đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Hoa Kỳ và một số quốc gia tại châu Âu, với số lượng cam kết ít nhất là 1 triệu test một tháng. Bên cạnh đó cũng có nhiều tổ chức quan tâm đến việc như là đến sản phẩm này, ví dụ như là WB, Quỹ Chai. Việc có thêm sự chấp thuận của WHO thì sẽ giúp sản phẩm dễ dàng được xuất khẩu ra các nước trên toàn thế giới. Các tổ chức của WB, Quỹ Chai và dự kiến sẽ mua sản phẩm này để đưa vào chương trình tài trợ cho các nước trên thế giới. Và đó là ảnh số 2 mà bên nhà báo Hồng Lam đã cụ thể chia sẻ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Đến thời điểm ngày 24 tháng 4 năm 2020 thì bộ sản phẩm kit mà Việt Á gửi đi thì mới chỉ được WHO xác nhận là accepts or behaves of v.v. Dịch là chấp nhận thay cho .. Nghĩa là đã nhận hồ sơ để xem xét để cấp reference number, tức là mã số tham chiếu tài liệu được đánh số chờ xem xét. Không hiểu, cố ý hay đơn giản chỉ là đọc hiểu sai. Việc được cấp mã tham chiếu thì lại được Bộ Khoa Công nghệ thông báo biến thành bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO công nhận. Cấp mã số là EOL 05242100 và phát cho truyền thông lan truyền cho cả nước. Và tôi muốn nói nhỏ thêm các bác một chút thế này. Đây là một trong những cái nó gọi là đánh cháo khái niệm. Người ta giống như các bác xếp hàng ấy, người ta phát tầm cái số. Thì cái số đấy là cái các bác xếp hàng để mà đến cái lúc mà thi kiểm tra. Tuy nhiên cái số này thì lại được công nhận rằng là đã trúng tuyển. Đã trúng tuyển. Bản chất hai cái rất là khác nhau, để tôi mô tả cho các bác để hiểu rõ cái điều này. Và trong các tháng tiếp theo, từ tháng 4 cho đến tháng 7 năm 2020 thì liên tiếp các sản phẩm cùng loại từ một số quốc gia khác thì được WHO phê duyệt vào danh mục khẩn cấp. Nhưng kỳ lạ là đều không có sản phẩm của Việt Á, của Việt Nam. Và đến tháng 10 năm 2020, WHO thì có thông báo chính thức sản phẩm của Việt Á không đáp ứng được tiêu chuẩn, bị loại từ vòng gửi xe, tức là ảnh số 3 mà tôi đã chia sẻ các bác rồi đấy.
và không thể nói là hai bộ khoa công nghệ và bộ y tế không hề biết đến chuyện bị loại này. Các bác tưởng tượng không? Vì WHO đã đưa ra một cái thông báo chính thức và chắc chắn bộ khoa công nghệ, những người mà đã loan tin đợt trước cộng với bộ y tế thì không thể không biết việc này được. Và đó là thời điểm tháng 10 năm ngoái, tháng 10 năm 2020. Kinh khủng. Thế nhưng không một bộ nào có động thái hay là ý kiến để tạm ngưng việc sử dụng bộ kit của Việt Á. Thay vào đó, kéo dài cho đến hết năm 2021, hàng loạt chủ trương, yêu cầu, trọt, ngoáy, vân vân đã liên tiếp được ban ra và tiếp thêm điều kiện để hàng chục triệu bộ kit Việt Á được bán ra thị trường khắp 62 tỉnh thành trong cả nước, tùy tiện để làm giá và thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Truyền thông nhạy dạ cũng vô tình tiếp tay cho một sự lừa dối thế kỷ, đóng đinh xã hội vào một niềm tin thiếu căn cứ. Bộ kit PCR của công ty Việt Á thì được đánh bóng bằng một đánh bóng một cách quá đáng mà quên hết tất cả các quy trình kiểm duyệt của WHO. Đến nay chưa được WHO công nhận nhưng đã được dùng cho triệu triệu con dân người Việt. Chắc chắn sẽ có những người bị ra kết quả sai lệch, ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán và điều trị. Không loại trừ có cả những bệnh nhân vì kết quả xét nghiệm sai mà bị chết oan. Một kết quả quá khủng khiếp, quá gây rợn trong một thời đại thông tin hỗn loạn như thế này. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai phạm nghiêm trọng này? Đương nhiên, tội đồ đầu tiên thì là Việt Á, nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm chưa được WHO công nhận. Tiếp theo là những ai đã tạo điều kiện, cho phép và tiếp tay để từ sai lầm biến thành vụ lừa dối kéo dài gần 2 năm, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng và có thể làm thiệt mạng oan uổng rất nhiều người. Trên trang web của Bộ Khoa Công Nghệ, toàn bộ câu hỏi đã được trả lời đầy đủ vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 bằng một box tóm tắt, vân vân. Và tôi không muốn chia sẻ nữa bởi vì đây là những cái thông tin nó quá là rõ ràng. Ở đây tôi chỉ muốn các bác tìm hiểu rằng là đây không phải là vùng cấm nữa. Báo chí được phép nói, báo chí được phép chia sẻ, kể cả tôi cũng vậy. Nhưng mà chúng ta tự đặt câu hỏi rằng là trùm cuối là ai? Và kịch bản kéo dài gần 2 năm này với một cái sự im lặng nhiều khi cũng là sự tiếp tay cho cái xấu. Im lặng của hai bộ là Bộ Khoa Công Nghệ và Bộ Y tế. Bộ Khoa Công Nghệ đã PR mạnh mẽ cho sản phẩm của Việt Á dưới thời của ông Chu Ngọc Anh, thậm chí tổ chức cả một cuộc họp báo. Và các bác có thể thấy rằng là không biết có phải là vì cái điều đó hay không, một thành tích ảo như vậy hay không, mà ông Chu Ngọc Anh lại được làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và chúng ta lại tiếp tục thêm một cái câu chuyện nữa. Gần 2 năm đến thời của ông Huỳnh Thành Đạt cũng đang im lặng. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bác thế này. Đây là một câu chuyện rất đau buồn. Nó là câu chuyện thế kỷ. Với những người mà tìm hiểu thông tin, tìm hiểu những dữ kiện lịch sử, thì chúng tôi có một cái phân biệt rõ ràng rằng là có nhiều khi sự việc qua rồi thì các bác mới thấy rằng nó quan trọng. Nhưng mà chúng tôi đã nhận thức được rằng là nó quan trọng ở ngay những thời điểm như thế này, để thấy rằng là đây là một vụ thế kỷ. Một vụ thế kỷ. Và trùm cuối là ai? Các bác thử suy đoán xem trùm cuối liệu sẽ là ai. Và với những cái lời của Tổng Bí Thư ngày hôm nay á, khi họp Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương ấy, thì tôi khẳng định với các bác luôn rằng là không bao giờ có chuyện chìm xuồng cái vụ này. Các bác ạ, chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào Tổng Bí Thư, vào Đảng và Chính phủ, bởi vì họ sẽ không bao che. Không bao che, chắc chắn là như thế. Tôi nhận được những tín hiệu rất rõ ràng. Báo cáo các bạn là như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Phải nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy. Lần tránh làm gì? Nó là cái gì?
nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy ngoài đường, ngoài. Thế mình có suy nghĩ được, mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan dại. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở, tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày có người chê ô chứ. Thế Bác Hồ làm thế, mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi, cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém ở cái phong cách. Đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn có. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy, cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay à? Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới, tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị. Người ta Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, như có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm. Thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không? Quả cáp biếu xén với gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không?